Đêm nay, dự báo miền Bắc sẽ đón thêm không khí lạnh tăng cường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay và sáng mai, Bắc Bộ trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm dự báo từ 21 đến 24 độ, vùng núi từ 18 đến 21 độ, các đỉnh núi cao có thể xuống dưới 16 độ. Không khí lạnh cũng gây ra gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ. Từ sáng mai, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động.